Xin chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu các bác một loại quả cũng rất là quý. Đây là quả bồ kết các bác nhé. Loại này thì mọc hoang và nhiều nơi trồng trên khắp đất nước ta. Các bác cần cái quả bồ kết này thì liên hệ cho em. Bên em thì có cung cấp các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu, các đặc sản đủ các loại. Các bác cần cái gì thì cứ liên hệ cho em. Các đồ ngâm rượu, các đặc sản núi rừng như ba kích, sâm cao, nấm ngọc sáu, lân dương hoắc, nhục trung dung, câu vị tử, ngũ vị tử, thỏa ti tử, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, sâm đương quy, sâm bố chính, cá ngựa, tam thất nam, tam thất bắc, hoa tam thất, nụ tam thất, đủ các loại. Táo mèo, chuối hột rừng, chuối hột cô đơn, và có giao hàng toàn quốc đến các nơi. Các bác kiểm tra hàng, thanh toán thôi. Các bác cần các đặc sản gì thì vui lòng liên hệ hoặc kết bạn Zalo cho em để được tư vấn và mua hàng nhé. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái công dụng của cái quả bồ kết này và cách sử dụng. Loại này thì các bác có thể là nướng lên nhé các bác nhé, nướng lên để gội đầu. Các bác nướng lên rồi các bác cho vào, các bác giã dừa ra, các bác trộn với nước, sau đó lấy cái nước, sau đó trộn với nước, sau đó cho nó tan ra, sau đó là mình vớt những cái này đi, vớt những cái cạn đi, sau đó mình lấy cái nước ấy mình gội đầu các bác nhé. Đấy, các bác gội đầu thì có tác dụng là nó giúp trị cái bệnh ngứa da đầu của mình và giúp hết hết gầu. Đấy, những người nhiều gầu ấy hoặc là những người mà đầu hay nổi mụn ngứa đấy, thì các bác có thể sử dụng bộ kết này giúp đen tóc này, rồi trị gầu nhiều này, rồi ngứa da đầu này, rụng tóc nữa các bác nhé. Người bị rụng tóc gội bộ kết rất là sạch. Ngoài ra thì một số nơi còn dùng để đốt lên để cho nó hết cái cảm giác u ám các bác nhé. Sau đám tang chẳng hạn, một số nơi đốt bồ kết này nó sẽ cảm giác hết cái sự u ám đi. Ngoài ra thì một các bác có thể dùng để đốt cái quả này lên để xông mũi các bác nhé. Xông mũi thì có tác dụng là làm cho đường hô hấp nó dễ thở hơn, có tác dụng là chữa ho, viêm họng, rồi cảm giác khó thở. Đấy, như vậy. Hoặc là các bác có thể là dùng để xông các bác nhé. Các bác có thể dùng trộn cùng với cả sả này, vỏ bưởi này, đấy, rồi lá bạch đàn, lá tre, đấy, các loại lá sông các bác sông. Hoặc mình có thể là đốt cái loại bồ kết này để trị, để xua tan muỗi các bác nhé. Đấy, các bác đốt lên muỗi cũng bay hết luôn đấy. Các bác cần thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Các bác nào không không có cái quả này hoặc là chỗ mình không có thì nên vui lòng liên hệ cho em. Bên em giao hàng toàn quốc, COD qua đường bưu điện hoặc đường giao hàng tiết kiệm Viettel. Các bác cần thì vui lòng liên hệ hoặc kết bạn Zalo. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt.